Chào mừng các bạn đến với tuongthi.com, nơi giúp các bạn học đơn giản và thi hiệu quả. Lâu lắm rồi mới quay lại với môn quản lý tài chính, môn FM của chương trình ACC. Và trong video này thì chúng ta hãy đi tìm hiểu về một chủ đề mà có thể coi là khó học nhất trong môn học này cũng như là trong thực tế. Đó chính là quản lý rủi ro, mà cụ thể là rủi ro về tỷ giá. Chủ đề này thì thường xuất hiện trong các câu hỏi phần A, phần B trong đề thi, ít khi xuất hiện trong phần C nha. Với cái chủ đề này thì nếu các bạn đã lướt qua cái phần bài tập ấy thì các bạn sẽ thấy rằng nội dung chủ đề nó sẽ chỉ xoay quanh ba cái nội dung chính mà thôi. Thứ nhất đó là việc có sử dụng hợp đồng kỳ hạn để phòng ngừa rủi ro tỷ giá. Thứ hai là sử dụng công cụ thị trường tiền tệ để phòng ngừa rủi ro tỷ giá. Và cuối cùng là dự đoán tỷ giá trong tương lai. Ngoài ba nội dung này sẽ có một cái phần kiến thức nhỏ liên quan đến cái việc có sử dụng công cụ phái sinh. Tuy nhiên hoàn toàn chỉ mang tính chất giới thiệu cơ bản chứ không đi sâu vào tính toán phức tạp. Và dù là nội dung nào thì cũng sẽ được xây dựng dựa trên các cái khái niệm nền tảng về tỷ giá. Do vậy trước khi đi vào ba cái nội dung vừa đề cập thì chúng ta hãy cùng đi làm rõ các cái khái niệm siêu quan trọng của phần tỷ giá đã nhé. Phần 1, những cái khái niệm cốt lõi cần biết về tỷ giá. Cụ thể chúng ta sẽ có 5 cái vấn đề trong phần này. Vấn đề thứ nhất là bản chất của tỷ giá. Về cơ bản thì trong sách của BPP đang định nghĩa là tỷ giá là cái tỷ lệ mà đồng tiền của một quốc gia có thể được giao dịch để đổi lấy đồng tiền của một quốc gia khác. Hay nói cách khác là tỷ giá là cái giá trị tương đối của một loại tiền tệ so với loại tiền tệ khác. Ví dụ, ta đọc thông tin trên báo rằng tỷ giá đô năm nay lên cao là 24.000 Việt Nam đồng. Thì điều này có nghĩa là để giao dịch đổi lấy một đô sẽ cần 24.000 Việt Nam đồng đúng không ạ? Hay nói cách khác, giá của một đô là 24.000 Việt Nam đồng, còn giá của một Việt Nam đồng sẽ bằng 1 chia cho 24.000, bằng là 0.000042 đô. Thì như vậy, để hình thành tỷ giá sẽ liên quan đến một cặp gồm hai loại tiền tệ khác nhau. Và vai trò của hai cái loại tiền tệ này trong tỷ giá nó sẽ thay đổi tùy thuộc vào cái mục đích và cái cách niêm yết tỷ giá các kiểu. Và thực tế là sẽ có nhiều cách gọi, nhiều cái cách có biểu diễn khác nhau đối với hai đồng tiền trong một cặp tỷ giá. Nhưng cái cách thức mà được chấp nhận phổ biến trên các thị trường ngoại hối ấy, thì sẽ là một cặp tỷ giá sẽ gồm một đồng tiền được gọi là một đồng tiền cơ sở và một đồng tiền định giá. Ví dụ khi ta nói tỷ giá một đô bằng 24.000 Việt Nam đồng, vậy thì khi này cái đồng tiền cơ sở sẽ là đồng tiền đô, còn đồng tiền định giá là đồng tiền Việt Nam. Tức là tỷ giá 24.000 đô là giá của một đồng đô được biểu hiện bằng Việt Nam đồng. Và ngược lại, nếu ta có cái tỷ giá 1 Việt Nam đồng bằng 0.000042 đô thì khi này Việt Nam đồng là đồng cơ sở, còn đồng tiền định giá là đồng tiền đô. Cái tỷ giá 0.000042 nó sẽ là giá của 1 Việt Nam đồng mà được biểu hiện bởi đồng đô. Thì bản chất là như vậy. Tuy nhiên, các bạn sẽ thấy trong sách của BPP thì cái thuật ngữ được sử dụng nó sẽ là đồng ngoại tệ và đồng nội tệ. Đó là vì cái cách gọi này tuy nó không hoàn toàn chính xác trong nhiều trường hợp nhưng nó sẽ thuận tiện để giải thích một số khái niệm học thuyết liên quan. Và đó là điều mà cái môn quản lý tài chính trong chương trình ACCA nó tập trung vào. Và khi này thì cái đồng tiền nội tệ nó sẽ tương đương với đồng tiền cơ sở của chúng ta. Và cái đồng tiền ngoại tệ sẽ tương đương với đồng tiền định giá nhé. Trong phạm vi của môn quản lý tài chính này của chúng ta thì cái nội dung học sẽ tương đối đơn giản, nên cái tình huống thường sẽ là đồng đô sẽ là đồng nội tệ hay là đồng cơ sở, còn đồng còn lại sẽ là đồng ngoại tệ. Vấn đề thứ hai chúng ta cần phải nắm được đó là cái cách thức niêm yết tỷ giá. Tỷ giá thì sẽ luôn được cung cấp hai chiều, gồm bên trái là tỷ giá mua và bên phải là tỷ giá bán. Và có hai điểm chúng ta cần nhớ liên quan đến việc niêm yết tỷ giá. Thứ nhất, cái ý nghĩa của cái từ mua và bán ở đây là từ góc độ của ngân hàng hay là cái tổ chức cung cấp dịch vụ ngoại hối tương đương, chứ không phải từ góc độ nhà đầu tư có nhu cầu giao dịch. Ví dụ ta muốn bán 1.000 đô cho ngân hàng thì khi này ngân hàng họ sẽ phải mua 1.000 đô của chúng ta, do vậy ta sẽ phải áp dụng cái tỷ giá mua vào của ngân hàng. Còn khi ta muốn mua 1.000 đô cho ngân hàng, muốn mua 1.000 đô của ngân hàng thì khi này ngân hàng là bên bán, do vậy ta phải áp dụng cái tỷ giá bán ra của ngân hàng cho giao dịch. Được chưa? Cái điểm thứ hai chúng ta cần nhớ đó là tỷ giá mua sẽ luôn nhỏ hơn tỷ giá bán. Lý do vì cái bên đại lý hay bên ngân hàng á, họ sẽ hoạt động theo nguyên tắc là mua rẻ bán đắt, và nhờ đó thu lợi từ chênh lệch giữa giá mua vào và giá bán ra, đúng không ạ? Chứ không thì ai làm gì, đúng không? Và cái phần chênh lệch giữa cái tỷ giá mua vào và tỷ giá bán ra sẽ được gọi là spread, là chênh lệch giữa tỷ giá mua và tỷ giá bán.
Vấn đề thứ ba mà chúng ta cần nắm rõ đó là cái cặp khái niệm về tỷ giá giao ngay và tỷ giá kỳ hạn. Tỷ giá giao ngay nó là cái tỷ giá áp dụng cho giao dịch diễn ra và thanh toán ngay tại thời điểm hiện tại. Thường thì chúng ta sẽ ký hiệu nó là S0. Được chưa ạ? Áp dụng cho giao dịch diễn ra và thanh toán ngay tại thời điểm hiện tại. Còn tỷ giá kỳ hạn nó là tỷ giá được xác định tại thời điểm hiện tại, nhưng áp dụng cho một giao dịch được thực hiện và thanh toán trong tương lai. Ví dụ, tỷ giá kỳ hạn 1 năm nghĩa là tỷ giá được xác định tại thời điểm hiện tại, nhưng áp dụng cho cái giao dịch diễn ra 1 năm sau đó, kể từ hiện tại. Mục đích tại sao lại sinh ra cái tỷ giá kỳ hạn này thì một trong các lý do đơn giản nhất chính là chúng ta muốn cố định trước cái tỷ giá cho giao dịch trong tương lai thôi. Còn lý do tại sao lại muốn như vậy thì sang phần sau của video ta sẽ làm rõ. Và cũng lưu ý rằng giữa hai cái tỷ giá này nó luôn có cái sự liên hệ. Cụ thể thì cái tỷ giá kỳ hạn nó thường được coi là một dấu hiệu dự báo cái giá trị kỳ vọng của tỷ giá giao ngay trong tương lai dựa trên cái thông tin hiện tại. Hay nói đơn giản là cái tỷ giá giao ngay thường sẽ biến động theo xu hướng của tỷ giá kỳ hạn. Vấn đề thứ tư chúng ta cần làm rõ đó là bản chất của rủi ro tiền tệ và phòng ngừa rủi ro. Rủi ro liên quan đến tỷ giá thì sẽ có 3 loại, nhưng cái loại chúng ta nghiên cứu ở đây sẽ là chỉ là cái rủi ro liên quan đến giao dịch thôi. Đây là cái rủi ro mà một giao dịch bằng ngoại tệ được ghi nhận theo một tỷ giá nhưng được thanh toán bởi một tỷ giá khác do cái sự biến động trong tỷ giá tại hai thời điểm. Ví dụ công ty của chúng ta ở Việt Nam ký hợp đồng mua hàng thanh toán bằng đô với cái tỷ giá tại cái ngày ghi nhận cái khoản công nợ là 24.000 đô. Một đô bằng 24.000 Việt Nam đồng. Nhưng đến lúc thực thanh toán cho nhà cung cấp thì cái tỷ giá nó lại là 1 đô bằng 24.200 Việt Nam đồng. Như vậy cái rủi ro giao dịch tỷ giá nó sẽ phát sinh do tỷ giá đô biến động từ 24.000 thành 24.200 giữa hai thời điểm, đúng không ạ? Và bản chất của rủi ro tỷ giá luôn là hai chiều. Tức là rủi ro không chỉ là khi tỷ giá biến động theo hướng bất lợi cho chúng ta, mà còn là khi tỷ giá biến động theo hướng có lợi cho chúng ta. Cái việc phòng ngừa rủi ro do vậy không chỉ là giúp công ty phòng ngừa được cái biến động bất lợi của tỷ giá, mà còn là giúp công ty tận dụng được cái biến động có lợi của tỷ giá. Và tất nhiên là không phải cái công cụ nào cũng có thể thực hiện được cả hai cái điều này, mà có thể là một trong hai. Chúng ta sang cái vấn đề cuối cùng trong phần này, đó là các công cụ mà chúng ta có thể sử dụng để phòng ngừa cái rủi ro tỷ giá. Thì các công cụ này có thể chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là các cái công cụ trong nội bộ doanh nghiệp. Hiểu đơn giản là doanh nghiệp sẽ tìm cách cơ cấu các cái tài sản, các cái khoản thanh toán, các khoản phải trả để sao cho khi có sự biến động của tỷ giá thì ảnh hưởng đến các cái khoản mục này nó có thể bù trừ với nhau, và nhờ vậy biến động tỷ giá nó sẽ không làm ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp. Thì các cái kỹ thuật hay các cái công cụ có thể kể đến đây, thứ nhất là cái quy định sử dụng đồng tiền trong hóa đơn hay là hợp đồng của giao dịch. Theo phương pháp này thì đối với người xuất khẩu, họ nên sử dụng cái đồng tiền giao dịch là đồng tiền của chính nước mình, tức là đồng nội tệ. Nhờ đó thì sẽ không phát sinh giao dịch ngoại tệ và không chịu rủi ro tỷ giá, đúng không ạ? Nếu như mà bên nhập khẩu không đồng ý với việc có sử dụng đồng tiền giao dịch như vậy thì có thể xem xét là sử dụng ngoại tệ nhưng quy định tỷ giá cố định luôn tại cái ngày thanh toán trong hợp đồng. Tức là quy định tại thời điểm ký hợp đồng thì cố định luôn là tỷ giá thanh toán áp dụng sẽ là ví dụ 1 đô bằng 24.000 Việt Nam đồng, kiểu như vậy. Công cụ thứ hai là công cụ bù trừ. Theo phương pháp này thì sẽ thường hay sử dụng đối với các công ty, các tập đoàn đa quốc gia. Tức là giữa các cái đơn vị trong các công ty tập đoàn này nó sẽ có cái giao dịch thu tiền và trả tiền lẫn nhau á. Do vậy thì các đơn vị có thể thực hiện bù trừ các cái khoản công nợ bằng ngoại tệ của mình. Công cụ thứ ba là kết hợp, nghĩa là thu xếp để các cái khoản phải thu và phải trả ngoại tệ phù hợp sẽ bù trừ lẫn nhau. Ví dụ mùng 1 tháng 1 bạn nhận được khoản thanh toán 1 triệu đô từ khách hàng ở Mỹ, còn ngày 20 tháng 1 bạn sẽ phải thanh toán 0,5 triệu đô cho một nhà cung cấp ở Mỹ. Thì như vậy bạn có thể giảm thiểu rủi ro tỷ giá bằng cách mở một cái tài khoản ngân hàng tiền đô ở Mỹ để khách hàng sẽ thanh toán 1 triệu đô vào tài khoản này. Sau đó khi mà bạn cần thanh toán cho nhà cung cấp thì bạn sẽ trích tiền luôn từ tài khoản này. Như vậy thì bạn sẽ loại trừ được cái biến động tỷ giá cho 0,5 triệu đô, đúng không ạ? Công cụ nội bộ cuối cùng mà chúng ta đề cập ở đây đó là leading and lagging. Thì leading nó là thanh toán trước cái khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ, bởi vì
dự đoán tỷ giá sẽ biến động theo hướng bất lợi trong tương lai. Còn lagging nó là thanh toán trễ cái khoản nợ phải trả vì cái dự đoán tỷ giá biến động theo hướng có lợi trong tương lai. Thì cả hai cái hình thức này tất nhiên nó sẽ đều có những cái ưu nhược điểm và có thể ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp trong việc có thanh toán, đặc biệt là cái vụ của thanh toán chậm cho nhà phải cho nhà cung cấp, đúng không ạ? Tuy nhiên là ở một doanh đứng từ vai trò của doanh nghiệp, người ta sẽ cân nhắc yếu tố lợi hại, người ta đưa ra quyết định có sử dụng cái công cụ này hay không. Cái nhóm công cụ thứ hai sẽ là các công cụ bên ngoài doanh nghiệp, gồm có hợp đồng kỳ hạn này, phòng ngừa rủi ro bằng thị trường tiền tệ và công cụ phái sinh, với trọng tâm sẽ là hai cái công cụ của hợp đồng kỳ hạn và phòng ngừa rủi ro bằng thị trường tiền tệ. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết hai công cụ này thông qua một cái tình huống bài tập trong sách của BPP. Tình huống đưa ra như sau. Công ty Z thì là công ty quy mô vừa với cái cổ phiếu được sở hữu toàn bộ bởi các thành viên một gia đình. Đồng tiền nội tệ là đồng tiền đô. Công ty gần đây thì bắt đầu xuất khẩu sang một nước ở châu Âu và kỳ vọng nhận được 500.000 euro trong 6 tháng tới. Công ty thì kế hoạch để thực hiện phòng ngừa rủi ro tỷ giá phát sinh từ việc xuất khẩu sang châu Âu này. Công ty Z thì có thể gửi tiền vào tài khoản tiền gửi ngân hàng ở châu Âu với cái lãi suất định kỳ hàng năm là 3% và vay với lãi suất 5% hàng năm. Công ty thì có thể gửi tiền vào tài khoản tiền gửi ngân hàng trong nước của mình theo cái lãi suất là 4% mỗi năm và đi vay với cái lãi suất là 6% mỗi năm. Biết rằng lạm phát ở các nước châu Âu là 3% mỗi năm và tại nước bản địa của Z là 4,5% một năm. Chúng ta cũng có thông tin về tỷ giá áp dụng cho công ty Z như sau. Tỷ giá hiện tại hay tỷ giá giao ngay là 2 euro cho 1 đô. Tỷ giá kỳ hạn 6 tháng là 1.99 euro cho 1 đô. Tỷ giá kỳ hạn 1 năm là 1.981 euro cho 1 đô. Công ty thì đang muốn phòng ngừa rủi ro với cái khoản tiền euro nhận được trong tương lai. Bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ đi xem xét cách công ty phòng ngừa rủi ro bằng cái hợp đồng kỳ hạn 6 tháng. Đầu tiên chúng ta sẽ cần phải làm rõ cái hợp đồng kỳ hạn là gì. Thì hợp đồng kỳ hạn nó là một cái hợp đồng mang tính ràng buộc pháp lý. Theo đó hai bên tham gia sẽ mua hoặc bán một cái lượng tiền tệ cụ thể tại một thời điểm cụ thể trong tương lai theo một cái tỷ giá cố định được xác định ở hiện tại. Ví dụ, bạn dự tính một năm sau bạn nhận được một khoản thanh toán là 1 triệu đô. Bạn sợ tỷ giá tại thời điểm đó bị giảm so với hiện tại, khiến bạn bị lỗ. Thì như vậy, tại thời điểm hiện tại bạn có thể ký hợp đồng kỳ hạn 1 năm. Theo đó, một năm sau bạn sẽ bán 1 triệu đô cho đối tác với cái tỷ giá xác định luôn tại thời điểm hiện tại là 1 đô bằng 24.000 Việt Nam đồng. Như vậy thì một năm sau, bất kể cái tỷ giá biến động như nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến bạn, bởi vì bạn đã chốt cái tỷ giá giao dịch là 1 đô bằng 24.000 Việt Nam đồng rồi, đúng không ạ? Như vậy thì cái hợp đồng kỳ hạn, ta có thể thấy được cái tác dụng của nó là nó sẽ giúp loại bỏ cái sự không chắc chắn về tỷ giá trong tương lai. Tuy nhiên, như đã nói là rủi ro tỷ giá thì luôn mang tính hai chiều. Nên là cái việc chúng ta cố định tỷ giá như vậy thì có thể khiến công ty tránh được cái biến động bất lợi của tỷ giá, nhưng cũng có thể khiến công ty mất đi cái cơ hội tận dụng được cái biến động có lợi tỷ giá. Như trong ví dụ vừa rồi của chúng ta nhé, nếu tỷ giá trong tương lai lại là 1 đô bằng 23.800 Việt Nam đồng, thì như vậy khi mà chúng ta cố định cái tỷ giá bán là 1 đô bằng 24.000 Việt Nam đồng, thì rõ ràng là chúng ta đã tránh được cái biến động bất lợi của tỷ giá, đúng không ạ? Nhưng nếu tỷ giá trong tương lai là 24.200 cơ, mà chúng ta lại cố định cái tỷ giá bán là 24.000, thì rõ ràng là chúng ta đang không tận dụng được cái biến động có lợi của tỷ giá, đúng không ạ? Thì đó là cái nhược điểm của cái hợp đồng kỳ hạn này. Bây giờ áp dụng vào trong tình huống bài tập của chúng ta nhé. Đầu tiên thì ta xác định được với tình huống này, cái đồng nội tệ hay đồng tiền cơ bản ấy, nó sẽ là đồng đô, và đồng ngoại tệ hay đồng tiền định giá sẽ là đồng tiền euro, đúng không ạ? Thì tại thời điểm hiện tại T bằng 0. Còn trong tương lai thì sẽ là T bằng 6, tức là sau 6 tháng mà công ty sẽ dự định nhận được tiền ngoại tệ là 500.000 euro. Thì do vậy công ty sẽ phát sinh rủi ro từ cái biến động tỷ giá của đồng euro và đồng đô trong 6 tháng, đúng không ạ? Và để phòng ngừa cái rủi ro này bằng hợp đồng kỳ hạn thì công ty có thể thực hiện như sau. Tại thời điểm hiện tại T bằng 0, công ty sẽ thông qua ngân hàng hoặc đại lý để ký kết hợp đồng kỳ hạn 6 tháng với một bên đối tác. Theo đó thì công ty sẽ bán cho bên đối tác 500.000 euro vào 6 tháng sau để nhận về cái tiền đô tương ứng với cái tỷ giá kỳ hạn xác định tại thời điểm hiện tại. Chính là cái tỷ giá kỳ hạn 6 tháng mà đề bài cung cấp, tức là 1.99 euro cho 1 đô.
Tại thời điểm ký kết cái hợp đồng kỳ hạn này, hai bên không thực hiện thanh toán giao dịch gì cả nhé. Chỉ ký hợp đồng thôi. Còn 6 tháng sau, khi mà nhận được 500.000 euro từ khách hàng thì công ty sẽ sử dụng luôn cái số tiền 500.000 euro này để thanh toán cho cái đối tác của hợp đồng kỳ hạn. Và đổi lại thì đối tác sẽ trả cho công ty cái số tiền đô tương ứng với cái tỷ giá kỳ hạn đã xác định. Tại thời điểm ban đầu là 1.99 euro cho một đô. Như vậy cái số tiền công ty nhận được, số tiền đô công ty nhận được sẽ là 500.000 euro chia cho 1.99 bằng 251.256 đô. Thì đây chính là cái giá trị hợp đồng kỳ hạn 6 tháng tại thời điểm đáo hạn của công ty. Như vậy, nhờ cái việc cố định tỷ giá tại thời điểm hiện tại theo mức 1.99 euro cho 1 đô, nên 6 tháng sau, bất kể tỷ giá có biến động như nào thì cũng không ảnh hưởng đến cái giá trị tiền đô mà công ty nhận được, đúng không ạ? Ở đây các bạn lưu ý một điểm là cái hợp đồng kỳ hạn như nào thì chúng ta sẽ sử dụng cái tỷ giá kỳ hạn tương ứng. Ở đây nếu bạn nào mà sử dụng cái tỷ giá kỳ hạn 1 năm thì là bị sai nha. Thì đó là hợp đồng kỳ hạn. Bây giờ chúng ta hãy xem nếu như công ty mà sử dụng cái công cụ ở phòng ngừa rủi ro bằng thị trường tiền tệ thì sẽ thực hiện như thế nào. Cái công cụ phòng ngừa rủi ro bằng thị trường tiền tệ này thì hiểu đơn giản là việc sử dụng các cái giao dịch vay và gửi tiền trong ngắn hạn để mà bù trừ ảnh hưởng của cái biến động tiền tệ. Cái cách thức thực hiện nó sẽ phụ thuộc vào cái việc chúng ta sẽ thu được tiền hay phải trả tiền ngoại tệ trong tương lai. Nếu như mà công ty sẽ nhận được một khoản tiền bằng ngoại tệ trong tương lai, giống như trong tình huống bài tập của chúng ta là nhận được 500.000 euro trong 6 tháng ấy, thì mục tiêu sẽ là tạo ra một giao dịch phải trả ngoại tệ trong tương lai, mà theo đó thì ta sẽ sử dụng cái số tiền ngoại tệ 500.000 euro mà chúng ta nhận được để thanh toán cho cái khoản phải trả này. Nhờ đó là ta thấy là có thể triệt tiêu cái số tiền ngoại tệ và do đó triệt tiêu cái rủi ro biến động tỷ giá của công ty. Được chưa? Ngược lại, nếu như mà chúng ta có một cái khoản phải trả bằng tiền ngoại tệ trong tương lai thì khi này cái mục tiêu của chúng ta sẽ là phải tạo ra được một cái giao dịch phải thu trong tương lai, mà theo đó ta sẽ sử dụng cái số tiền ngoại tệ thu được từ giao dịch này để thanh toán cho cái nghĩa vụ phải trả ngoại tệ trong tương lai của chúng ta, nhờ đó triệt tiêu cái số tiền ngoại tệ và triệt tiêu rủi ro biến động tỷ giá. Chúng ta hãy quay lại với tình huống bài tập để tìm hiểu cách sử dụng chi tiết của công cụ này. Như đã nói, với tình huống này thì chúng ta sẽ nhận được 500.000 euro trong tương lai, nên mục tiêu sẽ là tạo ra một cái nghĩa vụ phải trả 500.000 euro trong tương lai để mà triệt tiêu ngoại tệ và ảnh hưởng tỷ giá. Đúng chưa ạ? Như vậy, bước 1, tại thời điểm hiện tại, công ty sẽ thực hiện vay bằng ngoại tệ, tức là vay bằng đồng euro, để sau 6 tháng, khi mà nhận được cái khoản thanh toán bằng euro của khách hàng thì ta sẽ lấy để mà thanh toán luôn khoản vay này và từ đó triệt tiêu số tiền ngoại tệ. Và theo thông tin để bài cung cấp thì khoản vay euro có thể thực hiện với cái lãi suất là 5% một năm. Biết rằng là tại T bằng 6, tức là sau 6 tháng sau thì công ty sẽ trả cho ngân hàng cho vay với tổng cả lãi và gốc là 500.000 euro, tức là bằng với giá trị khoản thanh toán euro công ty nhận được từ khách hàng, đúng không? Như vậy cái gốc vay tại thời điểm T bằng 0 sẽ là 500.000 euro chia cho 1 cộng với cả 5% chia 2 bằng là 487.805 euro. Bởi vì vay có nửa năm thôi mà. Như vậy, phần gốc là từng này thì ta trừ đi, ta sẽ xác định ra được cái phần tiền lãi của khoản vay này là 12.195 euro. Bước thứ 2, sau khi mà nhận được cái khoản vay bằng euro tại thời điểm bằng 0, T bằng 0 rồi, thì công ty sẽ đổi luôn cái khoản tiền euro này sang đồng nội tệ, tức là đồng đô, và gửi vào cái tài khoản tiền gửi tiền đô. Như vậy, cái giá trị gốc vay bằng đồng euro 487.805 euro ấy, nó sẽ được quy đổi sang đồng đô theo tỷ giá hiện tại, tức là tỷ giá giao ngay, là S0 bằng 2 euro cho 1 đô. Như vậy, cái số tiền đô quy đổi mà công ty nhận được sẽ là 487.805 euro chia 2 bằng là 243.903 đô. Bởi vì cái lãi tiền gửi là 4% một năm, nên sau 6 tháng thì cái số tiền lãi của công ty thu được khi mà gửi tiền đô vào đây sẽ là 243.903 đô nhân với 4% chia 2 bằng là 4.878 đô. Như vậy,
Sau 6 tháng, khi mà cái hợp đồng tiền gửi bằng đô này đáo hạn thì tổng số tiền đô công ty nhận được sẽ là 243.903 đô cộng với 4.878 đô bằng là 248.781 đô. Đây cũng chính là cái giá trị bằng đô của cái công cụ của thị trường tiền tệ tại thời điểm 6 tháng sau. Chốt lại của toàn bộ cái quá trình này đó là tại thời điểm hiện tại T bằng 0, công ty thực hiện vay bằng ngoại tệ và gửi tiền nội tệ tương ứng. 6 tháng sau, tại T bằng 6, hai hợp đồng đều đáo hạn, công ty sẽ sử dụng khoản thanh toán 500.000 euro nhận được từ khách hàng để trả nợ khoản vay euro đã thực hiện. Đồng thời, công ty sẽ đáo hạn khoản tiền gửi bằng đô. Như vậy, sau quá trình này, toàn bộ 500.000 euro đã được triệt tiêu. Công ty sẽ chỉ còn lại cái phần tiền đô tương ứng là 248.781 đô và do vậy không chịu rủi ro biến động của cái tỷ giá giữa đồng euro và đồng đô trong cái thời gian 6 tháng. Thì đấy là với trường hợp mà công ty có cái khoản phải thu bằng tiền ngoại tệ trong tương lai nhé. Nếu như mà có khoản phải trả tiền ngoại tệ trong tương lai thì sẽ thực hiện tương tự, nhưng cái chi tiết thì nó hơi khác một chút. Cụ thể là sẽ sử dụng cái đồng nội tệ, ví dụ là đồng đô của mình, hoặc là đi vay bằng đồng đô. Và cái số tiền đô nhận được tương ứng sẽ được chuyển đổi sang ngoại tệ là đồng euro trong tình huống này, theo cái tỷ giá giao ngay tại thời điểm hiện tại. Sau đó, cái số tiền euro nhận được sau khi đổi sẽ đi gửi tiền vào cái tài khoản tiền ngoại tệ euro. Đến thời điểm đáo hạn thì rút tiền từ tài khoản tiền gửi euro để mà thanh toán cho cái khoản phải trả bằng ngoại tệ. Vậy là cái số tiền ngoại tệ của công ty sẽ bị triệt tiêu, đúng không ạ? Cái khoản vay bằng đồng đô ban đầu nếu có thì sẽ dùng tiền đô của doanh nghiệp để thanh toán thôi. Thì như vậy là công ty sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái tỷ giá biến động của đồng euro và đồng đô. Sau khi đã tìm hiểu về hai công cụ này rồi thì bây giờ chúng ta hãy sang cái nội dung cuối cùng của chủ đề này, đó là cái dự đoán tỷ giá giao ngay trong tương lai dựa trên cái học thuyết về sức mua tương đương, Purchasing Power Parity, viết tắt là PPP. Để nói chính xác thì cái học thuyết này nó chỉ là một trong số các học thuyết về các cái điều kiện cân bằng quốc tế. Các học thuyết này thì nó sẽ mô tả cái mối quan hệ qua lại lẫn nhau giữa tỷ giá hối đoái, lãi suất và lạm phát trong dài hạn. Những cái điều kiện ngang giá này nó sẽ là nền tảng cơ bản để mô tả cái mức cân bằng dài hạn của tỷ giá hối đoái. Thì cái học thuyết về sức mua tương đương PPP ấy, bản thân nó cũng có nhiều phiên bản khác nhau. Nhưng trong phạm vi của môn FM thì ta sẽ chỉ đơn giản xem xét một phiên bản thôi. Đó là những cái thay đổi kỳ vọng trong tỷ giá hối đoái giao ngay hoàn toàn được thúc đẩy bởi cái sự khác biệt kỳ vọng về tỷ lệ lạm phát của hai cái quốc gia. Do vậy, cái công thức tương ứng được phản ánh cái học thuyết này sẽ là S1 trên S0 bằng 1 cộng HC chia cho 1 cộng HB. Trong đó S1 sẽ là cái tỷ giá giao ngay kỳ vọng trong tương lai, S0 là tỷ giá giao ngay tại thời điểm hiện tại, HC sẽ là cái tỷ lệ lạm phát của nước ngoài hay là nước đối tác, còn HB sẽ là cái tỷ lệ lạm phát của nước cơ sở hay là nội địa. Nó tương ứng với cái đồng nội tệ của chúng ta ấy, thì đây sẽ là tỷ lệ lạm phát của trong nước. Lưu ý rằng là từ công thức này thì chúng ta có thể thấy rằng các quốc gia mà được dự kiến sẽ có cái tỷ lệ lạm phát cao liên tục ấy, thì sẽ phải chứng kiến cái đồng tiền của họ bị mất giá theo thời gian. Ví dụ tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đồng đô hiện tại là 1 đô la bằng 24.000 Việt Nam đồng. Thì ở đây đồng đô la là đồng cơ sở hay là đồng nội tệ, còn Việt Nam sẽ là đồng ngoại tệ, đúng không ạ? Nếu như mà kỳ vọng lạm phát của Mỹ liên tục cao ở cái mức là HB bằng 6%, trong khi lạm phát của Việt Nam chỉ là HC bằng 2%, thì như vậy cái tỷ giá giữa đồng đô, đồng Việt Nam trong tương lai, tỷ giá giao ngay S1 sẽ bằng là S0 bằng 24.000 nhân với cả 1 cộng HC chia cho 1 cộng HB bằng là 24.000 nhân với cả 1 cộng 2% chia cho 1 cộng 6% bằng là 23.094. Hiện tại 1 đô mua được 24.000 Việt Nam đồng, trong khi trong tương lai 1 đô chỉ mua được 23.094 Việt Nam đồng. Thì như vậy ta thấy rõ ràng là đồng đô sẽ bị yếu đi so với đồng Việt Nam, đúng không? Tất nhiên đây chỉ là cái quan điểm của cái học thuyết này thôi.
Thì như vậy các bạn sẽ có thể thấy được một phần lý do tại sao cứ lâu lâu lại thấy đưa tin Fed của Mỹ tăng tỷ giá để mà đạt cái mục tiêu giảm lạm phát. Bởi vì lạm phát mà cao trong dài hạn thì cái đồng tiền nó sẽ bị suy yếu, đúng không ạ? Quay trở lại với cái học thuyết PPP của chúng ta thì điều chúng ta cần ghi nhớ ở đây chỉ có 2 điểm. Thứ nhất, biến động tỷ giá phụ thuộc biến động của lạm phát giữa hai nước. Thứ hai, không nhầm lẫn trong việc có xác định tỷ lệ lạm phát của nước cơ sở hay nước nội địa với tỷ lệ lạm phát của nước ngoài hay là nước đối tác. Quay trở lại với cái tình huống của chúng ta thì bây giờ đề bài yêu cầu chúng ta xác định cái tỷ giá giao ngay ước tính tại thời điểm 1 năm sau. Thì chúng ta sẽ có cái thông tin lạm phát ở cái nước châu Âu sẽ là 3% một năm và tại nước bản địa của Z là 4,5% một năm. Ta cũng có tỷ giá giao ngay tại thời điểm hiện tại là 2 euro cho 1 đô. Bởi vì đề bài đã nói rõ ở đây là đồng đô là đồng nội tệ, như vậy đồng tiền còn lại, đồng euro sẽ là đồng ngoại tệ rồi. Và thật ra với tình huống bài tập kiểu này, điểm khó nhất thường sẽ là các bạn hay bị nhầm lẫn giữa đồng nội tệ và đồng ngoại tệ thôi. Chứ đề bài đã nói rõ ra như này rồi thì chả có gì nữa, cứ thế áp dụng công thức tính là xong. Cụ thể là ở đây ta có S0, tức là cái tỷ giá giao ngay tại thời điểm hiện tại là 2 euro cho 1 đô. Tỷ lệ lạm phát tại nước ngoài, tức là nước châu Âu, tương ứng với cái đồng ngoại tệ euro ấy, sẽ là HC bằng 3%. Tỷ lệ lạm phát tại nước bản địa của Z sẽ là HB hay là HD là 4,5% một năm. Như vậy, áp dụng cái công thức vừa đề cập thì chúng ta sẽ dự đoán được cái tỷ giá kỳ hạn 1 năm mà ước tính tại thời điểm hiện tại sẽ là S1 bằng S0 nhân 1 cộng HC chia 1 cộng HB bằng là 2 nhân với cả 1 cộng 3% chia cho 1 cộng 4,5% bằng là 1.971 euro cho 1 đô. Rất là đơn giản đúng không ạ? Vậy là chúng ta đã đi tìm hiểu xong ba cái nội dung quan trọng nhất về quản lý rủi ro tỷ giá nhé. Cái phần nội dung nhỏ liên quan đến công cụ phái sinh của chủ đề này thì chắc là sau khi xong về cái phần quản lý rủi ro lãi suất, mình sẽ làm một video chung về công cụ phái sinh cho cả hai chủ đề luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.